AMG GLB 200 mẫu súp 7 chỗ gầm cao body AMG, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu luôn các bạn ạ. Động cơ á, động cơ chỉ có 1.3 thôi nha. Nhiều bạn hỏi động cơ 1.3 thì có yếu không? 1.3 nhờ công suất lên đến hơn 160 mã lực đấy. Màu xanh lạ chưa? Màu xanh rất đẹp nhá, màu này nó đổi màu, nhất là da nắng các bạn ạ. Ở trong showroom một màu nhưng mà da nắng nó sẽ màu nó sẽ ánh lên nó đẹp lắm. Đây, cái cản sau này. Đấy, cản sau đẹp chưa? 7 chỗ. Lăn bánh chỉ có hơn 2 tỏi. Chỉ may màu đỏ. Ghế màu đen thì mình chỉ may màu đỏ. Nếu mà gia đình nào thích đi 5 chỗ cũng được, gặp hàng ghế sau lại 5 chỗ vô cùng rộng rãi. Đẹp chưa? Tuyệt vời luôn các bạn ạ.